và để chứng minh cho tất cả những người vẫn đang còn u mê với cái thiền am bên bờ vũ trụ kia, thì mình xin được thông tin lại cho tất cả các bạn một cái thông điệp nằm trên báo Công an Nhân dân hoặc là Quân đội Nhân dân, thì các bạn sẽ biết được rằng cái tiểu sử của ông Lê Tùng Vân này khi mà bắt đầu xây dựng những cái cơ sở để ma mị lòng người là như thế nào. Thì sau đây xin mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn cùng mình lắng nghe lại những cái tư liệu mà mình sắp chia sẻ đây. Sự thật về nơi gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, thiền am bên bờ vũ trụ. Xung quanh vụ việc ở Tịnh Thất Bồng Lai đã được các cơ quan chức năng tỉnh Long An xử lý theo trình tự pháp luật từ cuối năm 2020. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An cũng đã lên tiếng khẳng định Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở Phật giáo. Tuy nhiên, những ngày qua trên một số phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng và mạng xã hội đăng tải thông tin khơi lại vụ việc này, bắt đầu từ việc Lê Thanh Minh Tùng tự nhận là con trai tố cha mình là ông Lê Tùng Vân cùng một số người ở Tịnh Thất Bồng Lai mượn danh cơ sở tôn giáo để trục lợi. Ông Lê Tùng Vân sinh năm 1932 tại tỉnh An Giang. Sau giải phóng miền Nam, ông rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú ở phường 10, quận 6. Năm 1990, ông Vân xin một khu đất ruộng ở xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh để lập ra trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức và tự phong là giám đốc. Thông qua một số đầu mối, ông Vân giới thiệu đây là ngôi nhà chung, đón những trẻ mồ côi, người già lang thang cơ nhở về chăm sóc và nhanh chóng thu hút được những người hảo tâm đến ủng hộ. Qua kiểm tra thực tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh kết luận cơ sở này hoạt động bất hợp pháp với hàng loạt sai phạm, không đăng ký tạm trú cho những người lưu trú, không làm thủ tục nhận con nuôi theo quy định của pháp luật và có dấu hiệu trục lợi. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định của pháp luật, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh đã quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Sau khi trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức bị xóa sổ, ông Vân khăn gói đi đến tất cả các địa phương ở miền Đông, miền Tây, Nam Bộ tìm đối tác, và đến năm 2015, khi được bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đồng ý hoán chuyển nhà mình thành nơi nuôi trẻ mồ côi và làm từ thiện, ông Vân đã dọn về đây cư ngụ. Bà Cao Thị Cúc sinh năm 1960 tại xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Năm 2014, bà rời quê tìm đến xã Hòa Khánh Tây, mua lại nhà, đất ruộng gần 2.000m², sửa chữa lại, làm điểm tu tại gia. Năm 2015, khi hợp đồng với ông Vân thì cả hai cùng bỏ tiền sửa chữa, mở rộng rồi chuyển đổi thành cơ sở nuôi dưỡng trẻ em, cơ nhở với cái tên Tịnh Thất Bồng Lai. Và điều đáng ngạc nhiên hơn đó là không xin phép cơ quan chức năng. Sau đó ông Lê Tùng Vân bê nguyên công thức cũ từ thời còn hoạt động trái phép ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh về áp dụng tại đây, nhưng tinh vi hơn bằng cách tung các clip và hình ảnh hoạt động trên các trang mạng xã hội để thu hút các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến ủng hộ. Đó, các bạn nghe rõ không ạ? Một số những người kiều bào thì họ sẽ không hiểu được cái điều này, bởi vì do cái khoảng cách địa lý xa quá nên họ không thể nào tìm hiểu được cái nguồn gốc của sự việc và biết được cái mấu chốt mà họ đang bị ma mị bởi những người đang giả tu kia là như thế nào. Cách thức thì rất là ma quái, thưa các bạn. Ngoài ra, ông Vân còn mạo nhận mình là thầy ông nội Thích Tâm Đức, cho rằng Tịnh Thất Bồng Lai là chùa để liên tục thâu nạp đệ tử mỗi khi livestream hình ảnh tự mình cạo đầu cho người tu hành. Cơ sở này đã nhiều lần bị nhắc nhở về những hoạt động trái phép gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các ban ngành chức năng địa phương vào cuộc và kết quả xác minh cho thấy đa số trẻ sống trong hộ bà Cúc đều có mẹ đi cùng. Không phải là trẻ cơ nhở không nơi nương tựa, lần kiểm tra vào đầu năm 2020, hộ bà Cúc có 18 người đang cư trú, trong đó có 6 trẻ em, đều có mẹ ruột, cùng tạm trú nhưng không rõ cha. Địa điểm này cũng đã lợi dụng danh nghĩa cơ sở, thờ tự, tín ngưỡng, tâm linh nuôi trẻ em mồ côi, cơ nhở, không nơi nương tựa để kêu gọi lòng tốt của người trong và ngoài nước, giúp đỡ, trục lợi cá nhân. Mặc dù trước đó luôn mạo nhận là thầy ông nội, thầy Thích Tâm Đức và Bồng Lai là chùa, nhưng khi đối mặt với cơ quan chức năng, ông Lê Tùng Vân đã nói rằng đây không phải là cơ sở tôn giáo. Do bị các cơ quan ngôn luận lên tiếng về những hoạt động sai trái, cộng đồng mạng và nhiều Phật tử lên án
tẩy chay nên cuối năm 2020, ông Vân còn cho đổi tên Tịnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Tại thời điểm này, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An khẳng định, Tịnh Thất Bồng Lai không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo, chỉ mượn danh xưng của cơ sở Phật giáo, lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo, lợi dụng hình thức cơ sở của giáo hội, lợi dụng hình thức nuôi dạy trẻ em mồ côi, làm từ thiện lừa gạt lòng tin và tín đồ Phật giáo để trục lợi. Ông Nguyễn Văn Mưng, trưởng ban tôn giáo thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết, hộ gia đình bà Cúc chỉ là hộ gia đình nhà ở, không phải là cơ sở tôn giáo. Việc ông Lê Tùng Vân tự phong cho mình là hòa thượng, đồng thời giới thiệu trên mạng xã hội là thầy ông nội hoặc là thầy Thích Tâm Đức và gọi Tịnh Thất Bồng Lai là chùa cũng chỉ là việc cá nhân, không được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công nhận. Từ sự việc này, có những đối tượng phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng để nói xấu chính quyền. Đến khi nhiều báo, đài thông tin về hoạt động của các cá nhân ở Tịnh Thất Bồng Lai vi phạm quy định của pháp luật với chiêu trò lợi dụng tôn giáo, lợi dụng nuôi trẻ mồ côi để trục lợi, gắn mác tu hành, nhưng lại sinh hoạt, sinh sống như những người bình thường, thì nhiều người đã hiểu rõ bản chất hoạt động của nhóm Tịnh Thất Bồng Lai nên đã lên án tẩy chay. Chống đối và vu khống cơ quan công an khi thực thi nhiệm vụ. Theo thông tin từ Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trong các ngày mùng 9 tháng 9 và mùng 5 tháng 10 năm 2019, Công an xã Hòa Khánh Tây đã tiếp nhận đơn xin giải quyết của vợ chồng ông Võ Văn Thắng và bà Đoàn Thị Tuyết Mai, trú tại 15-2 đường 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, về việc con gái bà là Võ Thị Diễm My bỏ nhà ra đi vào ngày 7 tháng 9 năm 2019. Qua xác minh được biết Diễm My có quen biết với Lê Thanh Huyền Trân, sinh năm 2002, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, và được cô Trân mời đến hộ bà Cao Thị Cúc chơi, rồi không về, nên ngày 25 tháng 9 năm 2019, Công an xã Hòa Khánh Tây tiến hành kiểm tra, nhưng không phát hiện thấy Võ Thị Diễm My tạm trú tại đây. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, ông Thắng tiếp tục gửi đơn đến Công an huyện Đức Hòa, tố cáo nhóm người tại hộ bà Cúc đã dụ dỗ bắt giữ con gái ông. Trong lúc Công an huyện đang xác minh, thì vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, vợ chồng ông Thắng cùng hơn chục người trong gia đình đến hộ bà Cúc tìm con gái. Tại đây, hai bên đã có lời qua tiếng lại, xô đẩy nhau. Ông Thắng không tìm được cô My và vụ việc chỉ được phản hồi khi Công an huyện Đức Hòa có mặt tại hiện trường để giải quyết. Ngay ngày hôm sau, bà Cúc đã gửi đơn lên Công an huyện Đức Hòa tố cáo nhóm người của ông Thắng cố ý gây thương tích, xâm phạm gia cư bất hợp pháp, dẫn đến việc bà bị mất 300 triệu đồng. 10 ngày sau, ông Lê Tùng Vân gọi điện yêu cầu ông Võ Văn Thắng xuống để gặp cô bé My, con ông Thắng, nhưng yêu cầu phải hứa là không được đưa cô Diễm My về. Các bạn thấy có vô lý hay không? Con của mình mà lại không được đưa về. Trong khi chính ông này đã tự khai nhận rằng trong thời gian đó thì ông thầy ông nội này đã giữ cô bé Diễm My ngay tại Thiền Nam. Không biết giữ hay là cô bé ở đó, nhưng ông ấy đã nói dối rằng Diễm My không có ở đây. Đó là một lời nói dối trắng trợn của một tên đạo tặc, chứ không phải là một thầy tu, thưa các bạn. Sau buổi gặp mặt, nhóm người trong hộ bà Cúc đã tổ chức quay video đối thoại trực tiếp với cô My, yêu cầu cô khẳng định rằng nhóm này không lừa gạt dụ dỗ cô đến đây. Sau đó, đoạn video đã được đăng tải lên mạng. Để làm rõ nội dung trong các đơn tố cáo giữa bà Cúc với vợ chồng ông Thắng bà Mai và ngược lại, ngày 12 tháng 12 năm 2019, Công an huyện Đức Hòa mời bà Cao Thị Cúc và cô Võ Thị Diễm My với vợ chồng ông Võ Văn Thắng lên làm việc. Khi cơ quan công an yêu cầu bà Cúc giao cô Võ Thị Diễm My cho gia đình ông Thắng đưa về nhà để điều trị bệnh, thì bà Cúc cùng 6 người trong hộ đã có hành vi gây rối, quay phim, chụp ảnh và bù lu bù loa rằng công an huyện đã bắt cóc làm mất tích Diễm My, rồi gia đình cô Diễm My sẽ đến giết họ. Trước hành vi sai phạm trên, Công an huyện Đức Hòa yêu cầu nhóm người này xóa hết video, không được quay phim chụp ảnh trong cơ quan và mời họ ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nhóm người này tiếp tục vu cáo, tụ tập đông người gây cản trở giao thông nên Công an huyện phải điều lực lượng đến đảm bảo an ninh trật tự, giải thích cho mọi người hiểu và đến trưa cùng ngày nhóm này mới chịu quay trở về hộ bà Cúc. Ngay ngày hôm sau, những người trong hộ bà Cúc đã đăng video, bài viết lên mạng xã hội Facebook, YouTube vu cáo Công an huyện Đức Hòa đã bắt cóc làm mất tích Diễm My, vu cáo gia đình cô bé Diễm My đến giết họ.
kích động cộng đồng mạng, quần chúng biết tin đến nhà ông Thắng để giải cứu, đòi lại cô Diễm My cho hộ bà Cúc từ việc vu cáo trên đã tiếp tay cho những kẻ cơ hội và một số đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng vụ việc để bôi xấu, chống phá chính quyền. Các bạn thấy hậu quả của nó có kinh khủng hay không? Nhưng mà các bạn phải để ý rõ là chính những người ở bên trong Thiền Am này, kể cả ông Lê Tùng Vân, đã dẫn dắt những người đệ tử của ông ta, mà nói đúng ra là những người con của ông ta, có những cái tư tưởng lệch lạc về sự không tin tưởng vào chính quyền, có những sự chống phá nhẹ ở bên trong đó. Chống phá nhẹ ở đây là gì? Chắc chắn là họ sẽ không bao giờ dám chống phá mạnh, nhưng mà họ sẽ sử dụng những cái biện pháp như là đăng tải những cái đoạn clip bị oan uổng, bị chèn ép lên trên mạng xã hội. Để làm gì? Để những người bên trong nước hoặc là ngoài nước xem được những cái đoạn clip đó và cảm thông với họ, rồi trách móc chính quyền, nghĩ sai về cái chính quyền từng này. Đó là cái hậu quả hết sức to lớn thôi các bạn. Và chắc chắn rằng trong ngày hôm nay, Thiền Am sẽ có biến rất là lớn. Có thể là đến đêm đó thôi các bạn. Và chúng ta sẽ tiếp tục hành trình đi tìm hiểu về Thiền Am trong một cái clip sau. Và mình sẽ cập nhật cái thông tin mới nhất đến cho tất cả các cô chú và anh chị. Bởi vì thời lượng cái clip cũng có hạn, mình xin được tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bạn. Rất vui vì thời gian vừa qua, các cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ cái kênh của mình. Thì ngày hôm nay, như lời đã hứa là mình sẽ đưa những cái dòng sản phẩm của Tây Nguyên để phục vụ đến các cô chú, anh chị và các bạn. Nhà mình thì có hai dòng sản phẩm do chính gia đình mình làm ra. Cái sản phẩm đầu tiên đó là mật ong. Đây là mật ong nguyên chất lấy từ hoa cà phê. Hoa cà phê bắt đầu từ đầu năm và đầu năm sẽ thu hoạch mật ong như thế này. Nó là nguyên chất hoa cà phê. Ban đầu lấy thì nó sẽ là màu vàng ươm rất là đẹp và dần dần thì nó ngả màu ra. Nhưng thời gian bảo quản thì là năm này qua năm khác nếu đã là mật nguyên chất, thưa các bạn, không sợ hư hỏng gì cả. Đặc biệt hơn nữa là nó rất tốt cho sức khỏe, cho người già, thanh niên, các em nhỏ. Các bạn có thể pha một ít vào mỗi buổi sáng bằng nước ấm để uống, hoặc là có thể cho các em nhỏ ăn bánh mì để quẹt với mật ong, rất là ngon, thơm, thưa các bạn. Khi các bạn mở nắp ra và ngửi lên mũi thì các bạn sẽ thấy mùi thoang thoảng hoa cà phê. Đó là đặc sản của gia đình mình và nó vừa chất lượng và đảm bảo an toàn 100%, thưa các bạn. Cái sản phẩm thứ hai mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là cà phê nguyên chất. Đây là gói cà phê nguyên chất của bên mình. Do tình hình dịch bệnh cho nên mình chưa in được kịp cái nhãn mác lên, thì mình đang đặt và người ta đang in. Đây là cái gói cà phê nửa ký, trọng lượng là nửa ký. Trong này là cà phê nguyên chất và đây là cà phê sạch. Tại vì sao mình nói là cà phê sạch? Bởi vì những hạt cà phê mà gia đình mình trên nông trại của bên nhà mình chọn ra là những hạt cà phê chín và chắc. Hơn nữa thì gia đình mình sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây cà phê, cho nên rất đảm bảo về độ an toàn, không sử dụng phân hóa học, thưa các bạn. Rất là tuyệt vời, rất là sạch. Trong cái hàm lượng cà phê nguyên chất này thì bên gia đình cũng pha thêm một chút hương vị đặc biệt, đặc trưng của gia đình, đảm bảo với các bạn rằng uống vào rất là thơm ngon. Và mong tất cả các bạn hãy ủng hộ mình với hai dòng sản phẩm, đó là mật ong nguyên chất và cà phê nguyên chất. Mọi thông tin thì các bạn có thể nhắn tin lại cho mình để mình có thể ship đến cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn để sử dụng, thử xem, rất là ngon. Xin chào tất cả các cô chú, anh chị. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn có sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Xin chào.